Camera bằng cơm. Ai chà, gió mát thật. Cứ nằm dưới gốc tre cả ngày thế này thì thích nhất. Cậu Phúc này lười lắm, lâu lâu mới thấy cậu ta đi làm thuê được vài bữa, còn thì chả có nghề ngỗng gì. Cậu ta cứ kiếm được vài đồng lại ăn hết rồi thôi ấy mà. Ai chà, đói rồi, đi tìm cái gì ăn đã. Nhưng mà hết tiền rồi, làm sao bây giờ nhỉ? Ông trời đúng là bất công, sao lại cứ phải làm thì mới có cái ăn chứ. Ây da, giá mà có cái nghề nào không cần vất vả nhưng vẫn được ăn sung mặc sướng thì tốt biết bao. Anh Lộc, vào đây uống chén nước cho mát đã. Dạ cảm ơn cụ, tôi còn có công việc gấp, hẹn mọi người khi khác ạ. Chắc cậu ấy lại vội đi giúp đỡ ai nữa đó. Đúng là trộm cũng có 3-7 loại. Ngày ấy không nhờ cậu ta giúp thì nhà tôi chắc đã lang thang ngoài đường rồi. Trộm ư? Trong làng ai gặp khó khăn bác ấy cũng đều giúp đỡ cả. Trước kia tuy bác ấy là trộm thật nhưng chỉ lấy của nhà giàu bất nghĩa chia cho dân nghèo thôi. Đúng, đúng. Giờ những người già quanh vùng này cũng không dám làm điều gì bất nghĩa nữa. Tất cả đều sợ bác ấy ghé thăm. Giờ bác ấy đã mở xưởng gỗ Bách Lộc to nhất làng mình, tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm cho bà con. Đúng là đem lộc đến cho cả làng. Ừ, đúng vậy. Ăn trộm? Phải rồi, đây đúng là nghề dành cho mình. Vừa không phải vất vả, vừa được ăn sung mặc sướng, lại còn có thể giúp đỡ mọi người, lấy tiếng thơm nữa. Ta phải bái sư học nghệ mới được. Chào các bác, các anh. Xin cho tôi gặp bác Lộc chút ạ. Tôi là Lộc đây, cậu có việc gì thế? Chào bác ạ, cháu là Phúc. Cháu có việc rất muốn nhờ bác giúp đỡ ạ. Vậy mời cậu vào nhà, chúng ta nói chuyện. Dạ, cháu muốn học nghề của bác ạ. Tưởng gì to tát, chứ muốn học nghề gỗ thì cứ đến đây. Ít thân ta sẽ dạy cháu. Dạ, dạ, ý cháu là muốn học nghề, nghề ăn trộm của bác ạ. Cái gì? Cháu muốn đi ăn trộm. Cháu có biết đây là một việc xấu xa lắm không? Không được, ta không đồng ý. Bác dạy cháu đi bác, từ bé cháu đã yếu ớt, không làm nổi việc chân tay nặng nhọc. Chỉ có nghề ăn trộm là cháu làm được thôi, cháu xin bác mà. Thôi được, nếu cháu vẫn muốn thế, ta sẽ dạy cháu vậy. Hay quá, cháu cảm ơn bác. À quên, con cảm ơn thầy ạ. Hôm nay, ta sẽ dẫn con đi tập trộm. Mục tiêu là ngôi nhà này. Theo ta, nhìn kỹ, nói nhỏ và tuyệt đối nghe lời, biết chưa? Vâng, thưa thầy. Những người giàu có, họ thường giấu ở trong rương, hòm. Con cầm lấy túi, cho hết đồ quý giá vào trong cho thầy. Vâng ạ. Gì thế? Tiếng gì thế? Trộm! Trộm! Người đâu? Bắt lấy trộm cho ông! Phải tìm bằng được nó. Bắt được thì đánh chết không tha. Bẩm ông, có dấu chân người trèo ra ngoài, tên trộm đã trốn mất rồi ạ. May mà chưa mất gì. Ông mà bắt được thì mày biết tay ông, đồ trộm cướp. Trộm, bắt lấy nó. Tại sao thầy lại hại con? Thầy có biết là con đã sợ hãi như thế nào không? Con đã phải chạy trốn như chuột, bị người ta đuổi đến suýt mất mạng đấy. Đây chính là bài học đầu tiên của nghề đạo chích mà thầy muốn dạy con đấy. Làm ăn trộm, con luôn phải sẵn sàng để sống trong đề phòng, sợ hãi tất cả mọi người. Luôn phải trốn chui, trốn nhủi như thế suốt cả đời.
Vậy con có muốn thế hay không? Con à, không có nghề nào cho con dễ dàng hưởng thụ được đâu. Nghề bất lương, trộm cướp lại càng không. Nghề làm gỗ của ta tuy vất vả hơn, nhưng chúng ta sẽ được hưởng những thành quả do chính mình làm ra, sống cuộc sống thanh thản hơn nhiều. Dạ, con cảm ơn thầy. Con đã hiểu rồi ạ. Con không muốn sống một cuộc sống như thế đâu. Từ hôm nay, thầy cho con học nghề ở xưởng gỗ thầy nhé. Được rồi, vậy ta bắt đầu học nghề thôi. Vâng ạ. Sâu rớm và ốc sên. Cậu kia, mau vào đây, trốn đi chứ. Hả? Sao phải vậy chứ? Nó kìa. Ôi, sao cậu lại tài giỏi như thế? Con chim đó chẳng làm gì nổi cậu, nên đã phải bỏ đi kìa. Cậu thấy không? Vỏ của tớ rất chắc chắn và an toàn đúng không? Ôi, tuyệt quá! Mình ước cũng có một cái vỏ như vậy. Sao cơ? Cậu cũng muốn có một cái vỏ trên lưng hả? Việc đó cũng không khó lắm đâu. Mình biết một bãi cát gần đây có nhiều vỏ ốc lắm đấy. Thật không? Ốc sên, cậu chỉ cho mình với. Cậu chọn lấy một cái mà dùng, ở đây có nhiều lắm. Hay quá. Những cái lông xinh đẹp của mình. Ôi, tấm áo giáp mới của mình. Hay cậu thử vỏ ốc này đi. Ôi, cái vỏ ốc ấy quá nhỏ đối với tớ thì phải. Cái vỏ ốc này to hơn nhiều đấy. Ây chà, chỗ này cũng thoải mái lắm. Chúc mừng cậu. Thế là từ nay cậu không còn phải sợ mấy con chim kia nữa nhé. Ha ha, cảm ơn cậu. Trời ơi, thế này thì làm sao mà về nhà được? Những cái lá non của tôi ở tít trên ngọn cây cao kia cơ. Đói quá, mệt quá, nặng quá. Mình không thể nào trở về ngọn cây. Phải làm thế nào bây giờ? Mình không thể bỏ lại chiếc áo giáp này. Trời ơi, một con chim nguy hiểm. Làm sao phá được nhà của ta cơ chứ? À! Ôi, không xong rồi. Ồ, những chiếc lông nhọn của mình chính là thứ vũ khí tuyệt nhất dành cho mình rồi. Dù đã vất vả, khổ công mang vác cái vỏ an toàn như của ốc sên, nhưng cuối cùng cũng chẳng giúp được gì. Hóa ra biết sử dụng và phát huy những ưu điểm vốn có của mình mới là tuyệt nhất. Chiếc cầu phước đức. Xưa kia, tại một làng ven con suối lớn, hàng ngày người dân qua lại rất khó khăn. Này, cẩn thận đấy! Thằng Ba Tèo nó đi ngay đằng sau, xảy ra là mất ngay với nó. Đúng đấy, dân chuyên trộm cắp trong chợ, ai hở ra cái gì là mất ngay. Bữa nay có ông mất thôi cả buồn dừa đấy. Nó nhỏ thôi, bà Tèo mẹ nó đang đứng kia kìa. Chào ơi, nhỏ to cái gì, chả quen quá rồi đi ấy chứ. Mà không chỉ có nó đâu nha, nghe nói đời cha đời ông cũng từng bị tống vào ngục vì tội trộm cắp rồi. Thôi,
cứ tránh xa ra là tốt nhất, mà cũng phải rảo bước lên. Còn về cơm nước, tối đến nơi rồi. Mẹ ơi, con về rồi, để con chặt trái dừa cho mẹ uống nước. Bữa nay con mua được miếng thịt heo, con nấu cháo cho mẹ con mình ăn tối nhé. Bà, con ngồi xuống đây. Bấy lâu nay, con có nghe lời mẹ dặn không? Con nghe lời mẹ chứ, lâu nay con bỏ hẳn chuyện đó rồi. Con luôn nỗ lực làm lụng, kiếm củi, kiếm nấm trong rừng ra chợ bán. Dừa này, thịt này đều là con dùng tiền bán củi mua được mà mẹ. Mẹ đang nghĩ con lại ăn trộm đúng không? Mẹ nghe người ta nói. Vậy là mẹ không tin con. Con vẫn nhớ lời mẹ, mấy đời trộm cắp, làm việc thất đức, có bao giờ khá giả được đâu. Ngược lại hết họa này đến họa khác đổ xuống, vì vậy con đã quyết từ bỏ thói xấu ấy lâu rồi. Ngoài kia con cũng nghe đủ những lời rèm pha, nhưng vẫn ráng tu thân, phục thiện. Vậy mà đến mẹ cũng nghĩ con như vậy. Con à, con đừng có vội nản lòng. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mà con. Để thay đổi cái nhìn của người đời một phút một chốc á, thì không thể được đâu con à. Vâng, con hiểu. Cẩn thận đấy, đồ đạc tiền nông cất cả đi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đừng nản lòng con à. Hôm nay mưa thế này, lũ về. Chúng ta mắc kẹt cả rồi, phải đợi mấy ngày nước rút mới về được. Chết mất thôi, mùa mưa này cứ dăm bữa nửa tháng lại thế. Giá mà có một cây cầu qua sông nhỉ? Hay là... Ba ơi, mày làm việc này đi. Mẹ ơi, nước lũ to quá, không ai về được. Con đang nghĩ hay là con sẽ bắt một cây cầu qua suối. Làm được việc này hẳn sẽ hữu ích cho nhiều người. Bắt được cầu qua con suối đó thì đó là việc làm phúc đức mà muôn ngàn đời nhớ tới. Nhưng việc đó khó khăn lắm. Con suối này rộng mấy trăm sải đây con à. Trước đây cũng từng có người làm rồi nhưng lại bỏ. Con cũng biết điều đó, nhưng cứ nghĩ nhà mình mấy đời làm việc thất đức, con nhất định phải bắt được cây cầu này. Con sẽ làm mọi cách mẹ ạ. À, ba dạo này lạ quá, bắt cầu qua suối cho dân làng cơ đấy. Dạo này cậu ấy khác lắm, xem ra cũng là người chăm chỉ đấy chứ. Cứ để xem cậu ta làm được gì đã. Lúc trước có người cũng làm đó thôi, nhưng có được đâu. Cậu ba, tỉnh lại đi. Cậu ấy bị kiệt sức rồi, thật tội. Chắc việc xây cầu này đành bỏ dở vậy thôi, chứ làng mình toàn phụ nữ và người già, thanh niên trai tráng thì đi buôn ba làm ăn xa cả rồi. Có chuyện gì xảy ra với chàng trai này vậy? Anh ấy mấy tháng nay lặn lội bắt cầu qua đây, kiệt sức nên bị ngất. Để tôi xem nào, tôi có mang theo thuốc đây. Hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì cậu. Thú thật với cậu, đời cha ông tôi tuy làm quan lớn nhưng không tu đức, lại ức hiếp dân chúng. Có lẽ vì thế đến đời tôi lấy vợ đã hơn 20 năm rồi mà chưa lấy một mụn con, đến giờ vẫn hiu quạnh. Cậu ba à, tôi cũng muốn làm điều gì đó phúc đức để chuộc lỗi lầm xưa. Cậu cho tôi góp sức cùng bắt chiếc cầu với. Tôi sẽ huy động họ hàng đến làm. Chúng ta thay phiên nhau, để anh có thời gian đỡ đần chăm sóc mẹ mình nữa chứ. Nếu như anh có thiện ý như vậy thì còn gì bằng. Có chí hướng như vậy thì cái cầu này sẽ chống xong, dân chúng sẽ mau được qua lại, còn gì tốt hơn. Vậy chúng ta cùng quyết tâm nhé. Có cây cầu này đi lại sướng quá. Không biết ông bà nào tâm đức dày thế đã làm cho dân cây cầu này. Cầu trời phù hộ cho mọi sự tốt lành. Hãy like,
comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.